Mình sẽ chia sẻ với các bạn món bún gạo xào tre nhé. Món này nó rất là đơn giản thôi, mà cái bún này là bún khô nhé. Để mình xào thì mình chuẩn bị 300 g bún khô nhé. Ở đây gồm có này, đậu này, sán này, thái miếng luôn này, để tiết kiệm thời gian các bạn xem video ấy. Các loại rau này, đây là đậu đỗ này, thái này, rửa sạch hết rồi. Cải này, thái này, thái nát mỏng thôi, như dài nhé. Hành lá này, thái này, khúc này, cà rốt này, một ít su hào này và ít giá này. Các bạn có rau gì dùng rau đấy nhá. Thêm ít đầu hành hoặc là hành tím. Và đấy là những cái loại rau mình chuẩn bị xong rồi. Còn ở bên này là mình sẽ chuẩn bị bún khô cho một chút muối vào này. 2 thìa dầu ăn và cho nước ngập để chúng ta đi đun sủi đây. Cho dầu ăn vào để nó không bị dính vào nhau khi mà chúng ta trần bún nhé. Cho nước ngập và chúng ta đun sủi lên là được rồi ạ. Các bạn phải cho nước ngập nhé. Thì khi bún nó lở ra thì nó mới sẽ không bị bết. Bây giờ bật bếp lên và chúng ta đun sủi lên là được. Sủi lên chúng ta sẽ tắt bếp và chúng ta ngâm bún này khoảng 3 phút. Thế là bún nó sẽ mềm ra, rồi sau chúng ta đổ cho cái rổ và cho nó ráo nước nhé. Vì cho dầu ăn vào rồi nó sẽ không bị bết dính đâu. Và trong khi chờ đợi bún được thì mình sẽ đi pha cái gia vị để tí nó mình xào. Ở đây mình dùng những cái gia vị rất là thông thường thôi. À, theo khẩu vị của gia đình mà các bạn cho mặn mặn ngọt nhé. Lên cho nửa thìa muối này, nửa thìa bột ngọt này, một thìa hạt lêm này để mình xào rau đấy ạ. Và khi mà xào mình sẽ lêm lếm thêm nếu mà nhạt. Cái gia vị này trộn đều lên nhé, để tí nữa mình cho xào phần rau, xào rau riêng, xào bún riêng nhé, sau đó mới trộn hai cái này. Đây kiểm tra cái bún khô đấy nhá. Đây cái bún khô bắt đầu chuẩn bị sôi đây. Các bạn phải để cho nó sôi khoảng 3 phút nhá. Khi nước mà sôi lên này các bạn để sôi thêm một chút nữa, hoặc là các bạn tắt luôn bếp cũng được. Và các bạn ngâm cho mình khoảng 3 đến 5 phút để cho cái mì này nó mềm đi, rồi mình mới đổ ra cái rổ nhá. Đấy các bạn thấy không, nó không hề bết dính vào nhau luôn. Để nó lở ra một chút nữa để khi mà xào nó không bị cứng ấy. Rồi, bây giờ mình để ra này cho nó ráo nước nhé. Đổ ra cái rổ ráo nước nó không hề bết dính vào nhau như này. Và bây giờ mình đi xào rau trước. Để xào rau thì các bạn phi hành cho mình, cho dầu vào. Cho 2 thìa ăn phở dầu vào. Các bạn cho một nửa số hành vào phi, còn nửa còn lại mình sẽ xào bún. Phi thơm hành lên như này cho mình. Sau đó các bạn cho từng loại rau vào một. Cái rau nào lâu chín hơn thì cho vào trước. Cải này, đỗ này, cho vào trước. Cà rốt, su hào cho vào trước. Xào cho nó ngấm cái dầu này, tái tái một chút thì mình sẽ cho giá này. Bây giờ các bạn cho hơn một nửa cái số gia vị vào, các bạn xào cùng. Rồi, bây giờ tiếp tục. Cho giá vào. Cho đậu rồi, cho lốt cái phần gia vị còn lại rồi. Rồi bây giờ mình đổ ra cái rổ cho nó ráo nước nhé. Và mình tiến hành mình xào
cái bún khô. Tiếp đến các bạn cho cái phần hành còn lại vào nhé. Các bạn xào thơm lên một chút dầu ăn. Cho bún khô vào, các bạn trộn đều lên. Chỉ cho một chút hạt nêm vào cái bún này thôi, vì lúc trước mình đã trần bún có một chút xíu muối rồi. Nó vẫn còn bám lại một ít muối ở trong này, nên cho ít hạt nêm vào thôi. Bạn nào ăn được đường cho ít đường nhé. Nhưng mình là người miền Bắc cho nên mình nấu chỉ có cho bột ngọt, ít cho được. Cho cho bún săn lên với ít dầu ăn như vậy, cả hạt nêm như vậy. Khi bún săn lên như vậy rồi nhá, thì chúng ta đổ hết cái phần rau lúc nãy vào. Đổ hết cái phần rau lúc nãy vào. Các bạn đảo đều lên cho mình. Để cho rau và bún nó hòa quyện vào nhau nhé. Sau đó mình mới cho phần hành vào. Tuy nó đơn giản nhưng mà nó rất là ngon. Đến bây giờ chúng ta không cần phải cho lửa to nữa đâu. Tôi cho lửa vừa đâu. Để đảo hai cái này cho nó hòa quyện vào nhau đâu. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần cho cái phần hành vào thôi. Trộn đều lên là mình hoàn thành được cái món bún khô xào rồi, chay rồi, xào như này á. Tuy nó đơn giản nhưng mình đảm bảo là ăn rất là ngon luôn. Mà khi mà một tháng ấy, chúng ta có thể ăn 2 ngày chay như thế này, rằm vào mùng 1 ấy, ăn kiểu này vừa ngon lại vừa đơn giản ấy. Đấy. Hạt lêm chay nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa và thưởng thức và cho thêm một chút bột ngọt nữa trước khi tắt bếp nhé. Bạn nào ăn được hạt tiêu cho thêm hạt tiêu nhé. Còn đây mình chỉ cần cho thêm một chút bột ngọt nữa rồi tắt bếp thôi. Cũng không hề cho nước mắm. Còn các bạn ăn nước tương thì pha ít nước tương với đường, chanh hoặc giấm, bột ngọt, ớt và chúng ta có cái chén nước tương này, chúng ta dưới lên cái bún này. Đấy. Không hề bị bết dính luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.